1. Dưa chuột. Bước 1. Rửa sạch dưa chuột và cắt thành từng lát mỏng. Bước 2. Cho tất cả nguyên liệu vào bình. Bước 3. Giữ trong ngăn mát tủ lạnh trong vài giờ rồi thưởng thức. 2. Cam và dứa. Bước 1. Cắt dứa và cam thành từng lát mỏng để các chất dễ dàng tan ra trong nước. Bước 2. Cho dứa và cam vừa thái vào bình chứa nước lọc. Bước 3. Đậy nắp và giữ trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 tháng 4 tiếng rồi thưởng thức. 3 chanh và mật ong. Bước 1, rửa sạch chanh và thái thành các lát mỏng. Bước 2, cho chanh vào lọ thủy tinh sau đó đổ nước lọc và một thìa mật ong. Bước 3, ngâm hỗn hợp này từ 2 tháng 3 tiếng trong ngăn mát là có thể dùng được. 4. Dưa hấu. Bước 1, rửa sạch nguyên liệu. Bước 2, thái lát dưa hấu và chanh để các chất dễ dàng tan ra trong nước. Bước 3, cho tất cả nguyên liệu đã làm sạch vào bình rồi đổ đầy nước. Bước 4, ngâm hỗn hợp này trong khoảng 3-4 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh là có thể uống được. 1. Dưa chuột, bước 1, rửa sạch dưa chuột và cắt thành từng lát mỏng. Bước 2, cho tất cả nguyên liệu vào bình. Bước 3, giữ trong ngăn mát tủ lạnh trong vài giờ rồi thưởng thức. 2. Cam và dứa, bước 1, cắt dứa và cam thành từng lát mỏng để các chất dễ dàng tan ra trong nước. Bước 2, cho dứa và cam vừa thái vào bình chứa nước lọc. Bước 3, đậy nắp và giữ trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 tháng 4 tiếng rồi thưởng thức. 3. Chanh và mật ong. Bước 1, rửa sạch chanh và thái thành các lát mỏng. Bước 2, cho chanh vào lọ thủy tinh sau đó đổ nước lọc và một thìa mật ong. Bước 3, ngâm hỗn hợp này từ 2 tháng 3 tiếng trong ngăn mát là có thể dùng được. 4. Dưa hấu. Bước 1, rửa sạch nguyên liệu. Bước 2, thái lát dưa hấu và chanh để các chất dễ dàng tan ra trong nước. Bước 3 cho tất cả nguyên liệu đã làm sạch vào bình rồi đổ đầy nước. Bước 4, ngâm hỗn hợp này trong khoảng 3-4 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh là có thể uống được. 1. Dưa chuột, bước 1 rửa sạch dưa chuột và cắt thành từng lát mỏng. Bước 2 cho tất cả nguyên liệu vào bình. Bước 3 giữ trong ngăn mát tủ lạnh trong vài giờ rồi thưởng thức. 2. Cam và dứa, bước 1 cắt dứa và cam thành từng lát mỏng để các chất dễ dàng tan ra trong nước. Bước 2, cho dứa và cam vừa thái vào bình chứa nước lọc. Bước 3, đậy nắp và giữ trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 tháng 4 tiếng rồi thưởng thức. 3. Chanh và mật ong. Bước 1, rửa sạch chanh và thái thành các lát mỏng. Bước 2, cho chanh vào lọ thủy tinh sau đó đổ nước lọc và một thìa mật ong. Bước 3, ngâm hỗn hợp này từ 2 tháng 3 tiếng trong ngăn mát là có thể dùng được. 4. Dưa hấu. Bước 1, rửa sạch nguyên liệu Bước 2, thái lát dưa hấu và chanh để các chất dễ dàng tan ra trong nước. Bước 3, cho tất cả nguyên liệu đã làm sạch vào bình rồi đổ đầy nước. Bước 4, ngâm hỗn hợp này trong khoảng 3, 4 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh là có thể uống được. 1. Dưa chuột, bước 1, rửa sạch dưa chuột và cắt thành từng lát mỏng. Bước 2,